Đây là cách nữ quái xế lên xe, ngầu như mấy mà hỏng cửa. Hôm nay Ưn Ha lái chiếc xe BMW 9004 này đi giao hàng. Hành khách của cô là hai người đàn ông đang chạy trốn này. Nhưng khi vừa bước lên xe thì họ đơ người vì nhận ra tài xế là nữ. Ngay lập tức một tên chui ra khỏi xe đá tên đàn em của mình. Mày biết bao nhiêu vụ tai nạn xe đều là nữ rồi không? Lúc này Ưn Ha mất kiên nhẫn nên nhấn vào chân ga để giục họ nhanh lên. Vì cô đã thấy một chiếc xe khác đang đuổi tới nơi rồi. Cả hai người không còn cách nào khác đành phải lên xe nếu không sẽ bị tóm. Ưn Ha bắt đầu vào số ngay lập tức rồi nhanh chóng lùi xe ngay bất ngờ với xe ngược chiều. Sau đó cô xoay đuôi xe rất chuyên nghiệp. Nhìn thấy những kỹ năng lái xe thượng thừa. Lúc này ông chú kia mới nhận ra nữ tài xế này không tầm thường chút nào. Hắn ta lúc này mới chịu thắt dây an toàn và bám vào tay vị. Chiếc xe đằng sau vẫn đang rượt đuổi nhưng Ưn Ha lại vô cùng bình tĩnh. Vừa ra khỏi đường hầm cô đã đạp ga và kéo phanh tay. Lại thêm cú drift sang đường bên nữa. Khách hàng lúc này chỉ biết giơ tay tán dương. Nhưng như vậy vẫn chưa thể nào cắt đuôi được chiếc xe phía sau. Hai tên sát thủ đã vượt tới ngang mặt và lớn tiếng chửi vào mặt Ưn Ha. Cô cầm cốc trà sữa lên làm ngụm như chẳng có chuyện gì cả. Tên sát thủ tức giận lao vút lên phía trước và chặn đầu. Ưn Ha tiếp tục chuyển hướng. Ngoặt đầu xoay đuôi xe và thoát khỏi cú chặn đầu một lần nữa. Sau đó cô đạp ga hết cỡ lao vào một con hẻm. Lợi dụng điểm mù để xoay 180 độ chiếc xe và đỗ sát bên đường để cắt đuôi. Nhưng không ngờ khi họ chuẩn bị rời đi thì lại chạm mặt một nhóm sát thủ khác. Thấy có vẻ sắp va chạm, Ưn Ha vẫy đuôi xe nhẹ một cái. Khi đó khoảng cách giữa hai chiếc xe chỉ là 1mm. Thao tác của cô thật sự quá hoàn hảo. Ngay cả sát thủ ở chiếc xe kia cũng vô cùng sững sờ. Cô nhanh chóng rẽ vào một con hẻm khác. Xe của nhóm sát thủ đuổi theo nhưng lại chẳng thấy tâm hơi xe của Ưn Ha đâu nữa. Hắn ta không hề để ý rằng có một chiếc xe đang từ từ trượt xuống dốc sau lưng mình và đó chính là xe của Ưn Ha. Nhưng vừa trượt xuống hết dốc thì lại chạm mặt sát thủ. Ưn Ha lập tức vào số và tăng tốc lao vút đi. Khi đang lên dốc bị gồ về thì phải làm sao? Đừng hoảng sợ, hãy đạp chân ga và tăng tốc độ lên cực đại. Như vậy sẽ khiến chiếc xe bay lên. Cuối cùng Ưn Ha trình diễn thêm một pha vẩy đuôi nữa vào giàn giáo bên đường để chặn đám sát thủ phía sau. Tới một con hẻm hẹp Ưn Ha đạp ga lao thẳng qua. Còn xe của sát thủ thì bị mắc kẹt lại phía sau. Ưn Ha đạp ga tăng tốc nhưng một đoàn tàu bất ngờ chạy qua. Thấy không kịp để qua bên kia, Ưn Ha đã thiệt phanh lại và dừng trước đường tàu. Đám sát thủ đằng sau sắp đuổi tới nơi rồi. Ưn Ha nhấn ga và chạy dọc theo đoàn tàu. Ở đoạn rẽ tiếp theo cô đã vòng xe hút gãy thanh chắn rào. Cuối cùng họ đã thoát khỏi đám sát thủ theo đuôi kia. Chiếc xe dừng lại ở bến tàu, ông chú trả tiền cho Ưn Ha. Nói rằng rất khâm phục khả năng lái xe của cô và muốn cô làm việc cho mình. Nhưng Ưn Ha không quan tâm đội mũ lên và rời đi. Cô gái này tên Ưn Ha là một nhân viên chuyển phát nhanh. Cô không bao giờ hỏi xem là mình đang phải vận chuyển cái gì miễn có tiền là được. Không một loại hàng hóa nào mà cô không dám vận chuyển. Hôm nay sếp của cô giao cho cô một nhiệm vụ mới. Ưn Ha nhanh chóng nghiên cứu các tuyến đường, rồi lấy thêm một vài biển số xe mới rồi tối đó đi tới địa điểm đã hẹn. Nhưng cô chờ mãi mà chẳng thấy khách hàng xuất hiện gì cả. Ngay khi Ưn Ha chuẩn bị rời đi thì một cậu bé chạy tới bên cạnh xe cô và đập vào cửa sổ cầu xin cô cứu mình. Theo sau cậu bé là hai thanh niên cầm gậy đuổi theo. Cô hơi do dự vì khách hàng lần này lại là một người đàn ông trung niên. Nhưng tình huống hiện giờ rất khẩn cấp rồi. Lần đầu tiên Ưn Ha vi phạm những nguyên tắc của mình. Cậu bé cũng nhanh chóng nhảy lên xe mà không kịp đóng cửa. Ưn Ha nhấn ga phóng về phía trước. Nhưng lại xuất hiện thêm ba tên côn đồ khác nữa khiến cô đành phải dừng xe. Một tên bước tới đập vỡ cửa sổ xe nhưng cô không hề sợ hãi chút nào cả. Cài số lùi rồi lái xe đi thẳng. Chưa đi được bao xa thì phía trước đã có một chiếc xe đang đứng chờ rồi. Ưn Ha nhanh chóng giấu cậu bé đi để đối phương không phát hiện ra. Sau đó hai bên đồng loạt nhấn ga chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực diện. Ngay vào thời điểm này, một người đàn ông xuất hiện với cây gậy bóng chảy đập thẳng vào kính chắn gió của người đàn ông kia. Hắn ta bẻ lái đâm vào người đàn ông rồi đâm vào một chiếc xe khác bên đường. Hóa ra người bị đâm này là Rusik, khách hàng của Ưn Ha và cũng là cha của cậu bé, Seo Kun này. Vì đám côn đồ đã tới nơi trước Ưn Ha nên Rusik chỉ đành để cho con trai mình chạy trước còn mình thì bị bắt lại. Sau khi trốn thoát được khỏi đó, anh ta đã thấy cảnh hai chiếc xe định đâm vào nhau. Ưn Ha sau khi đỗ xe vào đúng nơi quy định thì định bụng sẽ bỏ rơi Seo Kun. Bởi vì ông chủ bảo cô rằng đừng có quan tâm đến mấy chuyện bên ngoài. Nhưng Seo Kun lại cứ bám lấy Ưn Ha không rời. Chẳng còn cách nào khác, cô đành đưa cậu bé tới đồn cảnh sát.
Lúc này, Seo Kwon nói rằng bố Rusik đã dặn là không thể tới đồn cảnh sát được. Eun Ha lập tức gọi điện cho ông chủ Jibon yêu cầu ông phải giải quyết thằng bé. Nhưng ông chủ lại bảo cô giao Seo Kwon cho một tên buôn người, lấy tiền rồi rời đi. Nhưng khi Eun Ha mở cặp sách của cậu bé thì cả một đống tiền rơi ra ngoài. Cô phát hiện ra rằng mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Eun Ha nhanh chóng quay lại và tìm thấy Seo Kwon đang ở trong nhà vệ sinh. Ở bên kia, người đàn ông tưởng là côn đồ lại đi vào trong đồn cảnh sát. Những người ở bên trong còn kính trọng chào anh ta nữa. Hóa ra đây là cảnh sát trưởng Jo Ki Yong Bin. Anh ta đã đem cái chất của Rusik ra đổ hết lên đầu Eun Ha. Sau đó lợi dụng mạng lưới cảnh sát ở khắp nơi để tìm ra dấu vết của Eun Ha và Seo Kwon. Cùng lúc đó, Eun Ha đưa cậu bé tới một khách sạn. Nhưng hình ảnh của cậu bé lại xuất hiện trên khắp các kênh thông tin. Khi nghe tin cha mình đã qua đời, Seo Kwon đã khóc rất tội nghiệp. Mặt khác, các thành viên đội điều tra thông qua hệ thống quản lý khách sạn đã tìm ra được vị trí của Eun Ha. Tay nắm cánh cửa bị kéo xuống khiến chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành. Đây là thiết bị cảnh báo mà Eun Ha đã tạo ra. Cô đã đưa Seo Kwon sang một phòng khác và dùng điện thoại để nghe lén. Lúc này cô đã nghe thấy tiếng chiếc cốc bị vỡ. Eun Ha biết rằng có ai đó đang đuổi theo cô và Seo Kwon nên quyết định đưa cậu bé rời đi. Lúc này cảnh sát đang đi gõ cửa từng căn phòng một, nhưng chẳng thể tìm được bất kỳ dấu vết nào của Eun Ha. Cô đã cải trang thành một người dọn dẹp, sẵn sàng đưa Seo Kwon ra ngoài chạy trốn. Ngay khi cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì cảnh sát trưởng bước vào bên trong. Sau khi thang máy đóng cửa thì anh ta nhấn nút khẩn cấp ngay. Eun Ha đã sẵn sàng rút tua vít ra nhưng ổng đã nhanh hơn và đã rút xuống ra trước. Anh ta nói rằng mình có thể bù tiền cho cô để cô từ bỏ đơn hàng lần này. Jo Ki Yong Bin cũng đã để lộ ra chiếc còng ở thắt lưng. Eun Ha cũng cất chiếc tua vít vào, nói rằng tiền lương của ông còn lâu mới đủ trả cho tôi. Thấy vậy, cảnh sát trưởng lập tức ra tay. Seo Kwon cũng lăn ra khỏi chiếc xe đẩy. Eun Ha bị đẩy vào trong góc, sau đó lại bị anh ta dùng súng khống chế. Jo Ki Yong Bin nói rằng Rusik đã ăn cắp một thứ của anh ta, chỉ cần lấy lại nó là được. Nhưng cô biết rằng khi anh ta đã đạt được mục đích rồi thì họ cũng chẳng thể nào sống sót được. Lúc này Seo Kwon lao tới cắn vào chân gã ta. Nhưng cơ hội này Eun Ha đã cướp được khẩu súng từ tay anh ta. Eun Ha đưa Seo Kwon rời đi, sau đó cô đã lục tung chiếc ba lô của cậu bé lên. Cô muốn biết thứ mà cha cậu bé đã lấy từ Jo Ki Yong Bin là gì. Seo Kwon thông minh đã lấy một ổ kỳ lạ từ trong túi áo ra. Hóa ra đây là một chiếc chìa khóa bí mật của ngân hàng. Chính cảnh sát trưởng đã giấu 30 tỷ won tiền vận ở trong đó. Con người vì tiền mà không tiếc mạng sống. Eun Ha biết rằng cho dù cô có đem cái này tới trả cho hắn ta thì hắn ta cũng sẽ không để cho cậu bé được yên. Vì vậy Eun Ha quyết định sẽ đưa cậu bé đi tìm mẹ. Sau đó cô đưa Seo Kwon tới trước một chiếc xe bánh mì, dùng thủ thuật phá khóa vô cùng dễ dàng. Seo Kwon nhìn chị gái trước mặt mình phá khóa ăn trộm xe với vẻ mặt rất ghen tị. Eun Ha đưa cậu bé tới một hộp đêm. Cô định giao Seo Kwon lại cho mẹ cậu bé. Nhưng sau khi cô tìm được mẹ cháu, bà ta lại sợ liên lụy tới mình nên đã từ chối nhận cậu bé. Đối mặt với một người mẹ tàn nhẫn như vậy, Eun Ha vô cùng thất vọng. Cô quay về và nói với Seo Kwon rằng mẹ cậu bé không có ở đây. Seo Kwon không tin, định lấy điện thoại ra để gọi thì Eun Ha đã giật lấy và đập nát nó. Cô không muốn cậu bé phải thất vọng vì mẹ mình. Khi hai người họ đang cãi nhau thì Eun Ha bất ngờ bị tấn công từ đằng sau. Hóa ra đây là tên sát thủ mà tên cảnh sát trưởng đã gửi tới để tiêu diệt cô. Cô bị giữ chặt dưới nền đất, dương mắt nhìn người ta đưa Seo Kwon lên xe. Eun Ha tóm lấy áo của tên sát thủ, lấy tua vít đâm vào chân hắn. Sau khi thoát khỏi hắn ta, cô liền đuổi theo sau chiếc xe chở Seo Kwon. Cô chạy tới chỗ hệ thống báo cháy đốt quần áo bằng bật lửa. Mặt đất lúc này đầy nước khiến chiếc xe bị trượt và đâm vào cột. Tên lái xe định lao ra thì đã bị Eun Ha giải quyết ngay lập tức. Cô nhảy lên xe và chuẩn bị rời đi đúng lúc tên sát thủ lái xe tới. Hắn định đâm thẳng vào Eun Ha nhưng cô đã lùi lại để tránh va chạm. Tên sát thủ vẫn tiếp tục đuổi theo. Trong lúc nguy cấp, Eun Ha đã làm gãy cánh cửa xe và bay vào kính chắn gió của hắn. Tên sát thủ vẫn không muốn tha cho hai người, tiếp tục lái xe đuổi theo Eun Ha. Hắn ta tiếp tục nhấn ga và đâm mạnh vào xe của cô. Vào thời khắc quan trọng, Eun Ha đã bật đèn pha chiếu thẳng vào mắt hắn rồi nhanh chóng đổi hướng. Tên sát nhân không phanh kịp nên đã lao xuống bên dưới. Eun Ha cũng đã bị thương nặng nên đã bất tỉnh trên vô lăng. Chiếc xe từ từ dừng ở bên vệ đường. Cậu bé vừa khóc vừa đứng bên đường cầu cứu nhưng chẳng có chiếc xe nào dừng lại cả. Cuối cùng cậu bé chạy ra giữa đường mới có một chiếc xe buộc phải dừng lại. Người lái xe đã đưa Eun Ha về bệnh viện. Ở một nơi khác, lão cảnh sát trưởng muốn lấy lại 30 tỷ.
nên đã tập hợp một nhóm xã hội đen lại và treo thưởng lớn. Sau đó hắn ta dẫn một đội tới nơi ẩn náu của Eun Ha. Lúc này Eun Ha đã tỉnh lại. Cô thấy Se-kun đã cởi áo của cậu bé ra để đắp lên cho mình. Trong giây lát cô đã rất cảm động. Ông chủ của cô cũng đã gọi điện thoại tới. Sau khi biết rằng tên con đồ đó cũng là cảnh sát, ông ta bèn bảo Eun Ha mau quay về nhanh. Rồi Eun Ha cấp tốc quay về nhà xưởng. Ông chủ bắt đầu sắp xếp để cho cậu nhỏ bỏ trốn. Ông định sẽ đưa Se-kun về quê nhà của Azif để lánh nạn một thời gian. Ông ấy đã làm giả cả hộ chiếu. Còn Eun Ha thì đi liên hệ với tàu thuyền. Trên đường trở về, Jo Ki-yong-bin cũng đã tới được nhà xưởng của cô. Nhưng họ chỉ tìm thấy ông chủ của cô ở đây thôi. Ông chủ bất lực không thể chống trả nên đã bị bọn chúng tra tấn. Ông ấy đã bí mật nhấn nút mở radio. Azif ở trong phòng đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa ông chủ và tên trùm Jo Ki-yong-bin, liền biết có biến đã xảy ra. Cậu nhanh chóng đưa cu cháu giấu vào trong xe, rồi lấy cơ lê vào để cứu ông chủ của mình. Lúc này đám kia vẫn đang tra tấn ông chủ dã man. Đám đàn em cũng đưa Azif vào trong. Thấy ông chủ nhà xưởng không trả lời, thế là liền đổi mục tiêu về phía Azif. Nhưng cậu này cũng là một người cứng cỏi, không ngừng chửi mắng hắn ta. Robin tức giận bước tới đạp Azif ra đất và bẻ gãy chân cậu. Thấy vậy, ông chủ nhà xưởng vì muốn cứu Azif nên đã nói ra rằng thứ mà mày đang tìm kiếm đang ở trong két sắt sau lưng ta đây này. Ông chủ dẫn chúng tới chiếc két sắt. Sau khi nhập mật khẩu xong, ông rút ra một khẩu súng ngắn diệt gọn hai tên đàn em. Jo Ki-yong-bin đã ngay lập tức dùng một phát đạn tiễn ông chủ về suối vàng. Lúc này Eun Ha đã lái xe về tới nhà xưởng và nghe thấy tiếng súng. Cô biết rằng đã có chuyện không ổn rồi. Mấy tên đàn em đã tìm thấy chiếc khóa bí mật trong két sắt. Tất cả nghĩ gì cần làm còn lại là tìm được Seun để thủ tiêu. Ngay sau đó chúng cũng đã tìm thấy cậu bé rồi. Nhưng Eun Ha cũng đã về tới, cô liền leo lên tầng 2. Nằm xuống dưới cửa sổ để nghe ngóng tình hình bên trong phòng. Cô đã thấy rằng Seun đã bị bắt. Còn ông chủ của mình thì nằm giữa vũng máu. Đã nhiều năm trôi qua, mặc dù mối quan hệ giữa cô và ông chủ chỉ là làm công ăn lương. Nhưng thật ra ông chủ từ lâu đã coi cô như con gái của mình. Ngọn lửa báo thù trong lòng cô cháy rực. Khi Jo Ki-yong-bin chuẩn bị thủ tiêu Seun, Eun Ha đã tắt công tắc nghiện khiến cả căn phòng tối om. Cô đã lợi dụng bóng tối để thủ tiêu từng tên đàn em của hắn. Một tiếng súng vang lên, Eun Ha trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Dùng dao đâm vào tay và nhanh chóng khiến hắn gục xuống đất. Cô nhặt con dao ở bên cạnh và chém mạnh xuống. Nhưng Eun Ha đột nhiên bị một tên đàn em khác tấn công từ phía sau và bị túm tóc. Cô lấy chiếc bàn phía trước làm bàn đạp lấy đà và hạ gục được hắn ta. Seun ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Azif nhân cơ hội này đã nhặt chiếc cờ lê lên và dùng hết sức mạnh đánh mạnh vào tên đàn em khiến hắn ngã xuống đất. Azif nhanh chóng đưa Seun rời khỏi đó. Eun Ha thấy vậy nói hai người họ mau chạy đi. Tất cả những thứ ở đây đều trở thành vũ khí của cô hết. Eun Ha nhặt một khẩu súng bắn đinh lên và giải quyết được thêm một tên nữa. Chợt có một tên to lớn khác lao tới đẩy cô xuống. Nhưng cô đã nhanh chóng nhặt được khẩu súng của Jo Ki-yong-bin và chợt hạ ám luôn. Jo Ki-yong-bin nhặt khẩu súng lên và nổ súng về phía cô. Eun Ha né được đạn và phá cửa sổ nhảy từ tầng 2 xuống. Sau khi hắn ta thay đạn xong thì Eun Ha đã khởi động xe chạy đi. Vừa bấm còi vừa tìm kiếm Azif và Seun. Nhưng lúc này ở trong một chiếc container, Azif đã giấu Seun đi rồi ngất đi. Seun chạy ra ngoài, hai người chuẩn bị trốn thoát cùng nhau. Đột nhiên một chiếc xe nâng đã đâm vào xe của họ. Jo Ki-yong-bin đã đuổi tới nơi rồi. Hắn ta ra khỏi xe và bắt lấy Seun làm con tin. Eun Ha vỡ lấy ra một chiếc tua vít và chuẩn bị kết liễu hắn ta. Lúc này Jo Ki-yong-bin đã hoàn toàn mất trí rồi. Hắn ta đẩy Seun rơi xuống biển rồi nổ một phát súng. Cả hai người cùng rơi xuống biển. Eun Ha đạp Jo Ki-yong-bin ra xa và tìm được Seun. Nhưng khi cô định đưa Seun lên bờ, thì Jo Ki-yong-bin đã dùng còng tay còng chân cô lại với hắn. Eun Ha thấy vậy dùng hết sức lực đẩy Seun lên mặt nước. Còn mình thì chìm xuống cùng với Jo Ki-yong-bin. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Seun cũng đã trở về cuộc sống bình thường. Nhưng cậu bé không ngừng nhớ mong về chị gái Eun Ha đã cứu mình. Và một ngày nọ Seun đã để lỡ chuyến xe buýt trở về nhà. Khi cậu bé định bụng sẽ đi bộ về nhà trong quãng đường dài, thì người cứu cậu là Eun Ha đã quay trở về rồi. Và cảnh này cũng kết thúc bộ phim Quái xế giao hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để sớm nhận video mới nhất từ Quy Nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.